kiểu cắt cỏ Việt Nam. Ok, để đi. Sao tắm nó bây giờ? Thiền lá nữa đi. Nha, yeah, tắm. Trời ơi, cái gì gấp quá vậy em? Gấp quá vậy đấy, mình mấy nó chơi cát vậy sao ăn? Lá nữa nó cũng chạy ra đây, nó chơi lại à. Trời ơi, bên này nó cháy thê thảm luôn đó. Alo, ba ăn cái ngăn. Không hello thì thôi. Cái gì khác rồi hả? Nè, em quay hình phi đi, em quay hình phi giùm anh. Em cầm cái máy quay hình phi giùm anh. Làm gì phi? Coi chừng cái chuối người ta đó Phi. Không xài hả? Cái chuối này tự mọc hả chị? Cái chuối tự mọc hả? Anh ơi, cái cây chuối là mình trồng nó là bao lâu nó mới ra trái? Trời ơi, gần cái năm trời rồi. Thấy không? Thì nói khoảng chừng 4 tháng rồi nó ra chứ. Cái từ nó chỗ bắp hay giờ tới ăn được là 3 tháng đấy. Đó giờ tới chín là 3 tháng. Thấy không? Bà nói tới nó ra bắp thôi chứ bộ. Cỏ gì quá trời, rứt mũi gì quá trời luôn. Sao không tắt rồi đó? Thấy cỏ khô rồi. Chị được rồi em ơi, em quay bao nhiêu đó được.